Chị bị Tới Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay bị Tới Quỳnh Gia xin giới thiệu với mọi người sản phẩm là xe lăn bánh căn. Thì xe lăn được làm từ chất liệu là thép mạ rơm, chịu tải được 120 kg. Xe có nhiều tính năng như là dùng để di chuyển ngã nằm như là một cái giường, hoặc là dùng để đi vệ sinh trên xe. Đây, phần này có cái dưới này có cái phòng vô vệ sinh, hay đi vệ sinh ở trên xe luôn. Thì đối với cái phần bánh xe thì nó sẽ có hai khung, một cái khung là người cho người sử dụng, nếu mà tay chân còn khỏe thì có thể tự di chuyển. Cái khung hai là cái bánh, bánh này được làm từ bánh đúc, chất liệu thì nó là từ thép mạ rơm. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết hơn về từng chức năng của xe. Đầu tiên là đối với di chuyển thì sẽ có hai cách di chuyển, nhất là người nhà tay chân khỏe thì có thể tự lăn bằng cái vòng ở ngoài của cái bánh xe, hoặc là thứ hai là người nhà đẩy. Thì ở phía sau này nó có cái tay cầm và có phần thắng để cho người nhà đẩy thì có thể phanh lại khi cần thiết. Này là cái khóa cố định của nó, khi mà mình muốn dừng xe thẳng để mà ngồi tại chỗ thì có thể khóa lại bằng cách gạt cái càng thắng về phía trước, ngược lại kéo về phía sau thì nó là mở thắng ở cả hai bên. Chức năng thứ hai đó là dùng để đi vệ sinh. Đi vệ sinh trên xe thì ở đây là ở phía dưới này nó có một cái bồn vệ sinh, khi mà mình cần sử dụng thì mình phải mở cái nắp bồn. Người nhà khi sử dụng trên xe thì tháo cái mặt nệm này ra. Thì phần chất thải nó sẽ được thải vào đây. Chức năng thứ ba thì của xe đó là mình có thể ngã nằm như là một cái giường di động. Thì đối với chức năng ngã nằm á, cũng xin giới thiệu là nó sẽ có gồm những phần là cần gạt này là để kéo cái phần tựa lưng mình xuống, cái này là cái chống lật. Thì khi mà mình xài chức năng ngã nằm á, thì mình phải bắt buộc phải hạ chống lật này xuống để khi mà người nhà mình nằm xuống á, thì cái xe nó không có bị lật ngược ra sau. Thì đối với chống lật á, thì ở đây nó có cái lông đệm nè, mình dùng tay mình kéo nó ra, kéo cái lông đền này ra thì cái chống lật này nó sẽ tự động gỡ xuống. Đây, tương tự bên đây cũng vậy luôn. Thứ hai là mình đối với phần tựa lưng á, khi mà mình cần hạ nó xuống á thì hai tay mình giữ, mình bóp đều lên. Thì ở dưới đây nó có những cái mắt, mình muốn hạ cái lưng nghiêng bao nhiêu độ thì mình buông ra ở cái mức đó. Ví dụ nha, đây nó có nhiều mắt, tối đa của nó. Cái phần này là cái phần gói. Thì khi mà mình hạ cái lưng xuống thì cái chân mình cũng phải hạ luôn, nên là cái chân mình kéo lên cho nó bằng với cái phần lưng với phần mông. Thì kéo, cái nguồn kéo thì anh chị cứ kéo bình thường lên. Cái này tương tự thì mình cũng có thể dừng lại ở nhiều mức khác nhau, đặt tối đa của nó. Cái này là cái phần cái giường, sẽ hướng dẫn mình cách để mà mình xếp nó lại như ban đầu ha. Thì đối với cái phần chân á, thì ở đây nó có một cái cần gạt. Thì cái cần gạt này á, mình sẽ kéo cần gạt thẳng về phía trước, mình giữ nó luôn như đây, mình kéo về phía trước mình giữ nó. Thì đồng thời cái tay còn lại thì mình đẩy cái chân này xuống. Đẩy xuống, tương tự như bên này cũng vậy luôn.
cái này mình kéo thẳng về trước mình giữ nó, tay mình đẩy nó xuống đây. Còn nếu cái phần tựa lưng, tựa lưng thì mình cũng bóp đều hai bên, mình kéo nó lên. Còn với cái phần tấm mặt thì mình cũng làm tương tự như nãy, là mình kéo cái trong đền này kéo ra, tay mình cầm cái cần này mình kéo lên đó. Thì nó sẽ về vị trí ban đầu. Chức năng nữa của xe đó là hai cái phần ghép tay này mình chỉ có thể tháo rời nó ra thì nó thuận tiện hơn cho cái việc mà cho người nhà từ giường qua xe, nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đối với cái phần cái tay này á, anh chị cần tháo ra mình ấn vào cái chốt của nó, là cái chốt này ấn vào một cái kéo lên nè, tương tự như bên này cũng vậy, ấn vào cái chốt. Khi mà mình muốn gác lại á thì mình phải gác cái phần ở sau trước, cho nó phát ở sau trước, rồi sau đó mình ở đây nhắn xuống, nắng lực nó xuống là nó sẽ tự động vô xuống đó. Dạ sau đây là thì em xin hướng dẫn mọi người cách tháo lắp xe. Đầu tiên về cái phần tháo xe, để mình xếp gọn á thì mình sẽ tháo cái phần tựa đầu này trước. Cái phần này quan trọng, mình tháo cái phần này trước thì mình hay quên cái phần này. Tháo cái phần này ra. Cái thứ hai là mình tháo cái mặt nệm này ra, mình lên. Thì đối với cái mặt nệm thì nó có sẽ có hai cái chốt ở phía sau. Thì tùy xe nó sẽ có hàng nút về, nó sẽ có hai chốt phía sau hoặc là hai chốt phía trước. Cả hai cái mắt này. Tháo cái nệm ra. Đối với cái phần gác chân á thì mình có thể tháo ra hoặc là mình để luôn, mình vẫn gấp lại được ha, tùy vào nhu cầu của mỗi người. Đây mình cầm hai con dây này mình kéo lên đó. Đây là cái cách gấp gọn thứ nhất. Thứ hai thì mình có thể tháo luôn cái phần gác chân này ra. Thì đây bên đây nó có cái gờ nè, mình đẩy nó tới, đẩy nó tới đây, rút nó ra ha. Vậy là xong, kéo ra đây. Thì cái xe được gấp gọn nó sẽ như thế này, và những phụ kiện rồi thì mình có thể để vô bọc mình mang theo. Hướng dẫn mọi người cách lắp xe, gắp xe. Thì ở cái phần này á, mình đẩy cái chỗ cái piston này xuống. Đây. Nhẹ simili. Đây nó có hai cái lỗ, nó sẽ tương ứng với hai cái lỗ này. Cho nó vào trong. Nghe mình xong cái này. Phần chữa đầu. Từ đầu thì nó cũng có hai cái chốt lỗ chỗ này, mình để nó vào, ấn nó xuống. Còn đối với cái phần gác chân á thì mình lưu ý nha, cái phần gờ này rẫy này nè, nó sẽ nằm ở trong, mình sẽ lắp như vậy. Đây nó có hai cái chốt cho nó vào hai cái lỗ này. Đó, kéo qua mình đẩy cái này vô, khóa cái này vô một cái nữa cho nó chắc thì nó sẽ không có bị rơi ra ngoài. Tương tự như bên phần gác chân bên này cũng vậy. Đó. Phần gác chân á mình sử dụng thì mình sẽ để hai cái phần xuống. Đó.
hai cái tựa cái bắp chân hai bên. Như vậy là cái xe mình nó hoàn thành. Xin giới thiệu thêm một cái sản phẩm mà đi kèm với lại xe lăn đa năng, đó chính là cái bàn ăn. Thì cái bàn ăn này nó có bề chiều ngang của nó là 55 cm và chiều dài nó là 30 cm, thì nó làm từ chất liệu là nhựa cứng thì rất là chắc chắn. Cái bàn ăn này á, thì nó tiện hơn cho mình trong cái việc mà cho người nhà ăn uống, thì tiện tiết kiệm thêm cái thời gian cho mình. Cái bàn ăn này á, thì nó có thể tháo rời và gấp gọn lại nó dễ dàng. Thì tương tự như trên cái bàn ăn á, nó sẽ có những cái chốt cài như này, thì nó sẽ ứng với lại những cái lỗ ở trên cái xe. Cái này thì mình gấp nó vào bằng cách là mình dặn cái ốc này nè. Đây, mình có thể tháo nó ra hoặc là để nó cố định ở trong đây, thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc mà mình gấp gọn chiếc xe lại hết. Cái này nó sẽ tương ứng với là những cái lỗ ở trên xe. Đây, như này nha, mình có thể dịch chuyển nó xíu để nó ứng lại với cái bàn ăn. Thì cái này là cái phụ kiện mà bên cửa hàng thiết bị tế Bình Gia em là bán kèm theo, thì tùy nhu cầu sử dụng mình có thể mua thêm hoặc là không, thì nó này nó không có ảnh hưởng gì. Dạ, xin cảm ơn mọi người.